Rồi Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi sáng ở mộ của chú Dục Linh. Bây giờ vợ chồng Hiện Tiên đến mộ của chú anh chị ơi, vì có một cái việc tiếp theo sau khi mà đến mộ, nên là vợ chồng Hiện Tiên sẽ cúng cho chú nha, và trình với chú lao mộ đâu đó hết sẽ đi. Ồ, kìa, anh mới tới luôn kìa, làm cái gì danh dữ vậy? Ngủ quên hả gì, hay là nay đi trễ gì không hả? Ôi, mà sao trùng hợp mà lần nào em đi trễ em thấy anh cũng trễ hơn em nữa à? Có đâu. Em hỗ trợ anh nha. Cái này xong hết rồi cúng hả sao? Cúng trước đi. Hả? Đăng cái vô lên đây. Máy tự nhiên nó mạng nó ít chuyện. Dạ. Ê, chưa phan, tháo. Tháo rồi bạn. Hả? Xong rồi. Đây. Gì anh? Bữa nay nguyên cây màu xám. Chép cũng xám luôn nè. Sáng mà lấy luôn có nón xám nữa là tuyệt vời luôn á. Ngon rồi. Ờ, có nón xám mà anh. Mà sáng không lấy nón xám, lấy nón xanh. Cái gì à? Chuyện gì anh à? Cái chút năm giờ chứ hai. Em biết mà. Bữa nay ở nhà mình nha. Đi đâu à? Đi đâu à? Gì? Đi đâu? Đi cứu một người. Cứu ai? Cứu chưa tiền ở đâu? Chưa, em về liền gì đâu. Sự kiện quá. Đã nói đi cứu một người mà chứ sự kiện gì. Đúng rồi. Gì? Đi cứu người. Người ta gọi gấp trong đêm. Thì nói chung là không có nói được. Chừng nào mà bí mật, chừng nào ra video là cô chú sẽ biết là cứu ai. Bí mật không nên bật mí đúng không? Đúng rồi. Nên bí mật đúng không? Nên là anh em bữa nay là đi hết. Chú Tiểu, Hải đều đi luôn. Rồi, anh thấy Hải đi là thấy hiểu rồi. Đi cứu người. Cũng hay đi, đi Ngọc ở nhà cô chú anh chị. Ngọc cô chú. Ngọc ở đây với chú. Ở đây với chú đi. Tại người ta đi chưa, người ta cũng về à. Ở đây với chú phù hộ. Phù hộ cho Ngọc có thân thể mới.
Rồi, ngon vậy. Rồi có người rồi qua nghe ông la đổ độ vậy nè, chắc có ai cho ông rồi. Tết 24 anh học. Tết 24. Cứ vậy à? Ai anh? Vừa đi từ từ đi xin biết. Chị Hồng Ngọc rồi. Rồi đảm bảo luôn chị Hồng Ngọc. Kìa này tài trợ S24 cho anh Ngọc rồi. Hay chị Dương Lý nữa ta. Samsung S24. Mà cũ hả má? Mới. Phải hỏi trước. Chưa vô nước mà, vô nước đi. Đúng á. À, đi chú là chú phù hộ cho Hải, phù hộ cho Ngọc ha. Nhưng bởi phù hộ cho Nấu Vàng. Chén nước này đúng không? Anh Nấu Vàng là được cây quay hả? Dạ. Hử? Anh Nấu Vàng là được cây quay đúng không? Cây quay. Riết anh em giờ GS24 được không trời? S24 Samsung. Anh Phong mà còn sắm S22 nữa kìa. Này bữa nước cái nó đổ ngàn đi không? Đã nói đi hết chú Tiểu với thằng Hải còn đi rồi hỏi ai. Đi chưa người ta về. Nếu mình về vậy sớm rồi anh cúng chưa nữa nè. Ơi vậy mình lấy cái dĩa cúng luôn. Bữa hấp rồi, bữa đi xuống đâu phải lúc nào cũng đi ghé đó được anh. Mình tới đó hoài mình cũng thấy ngại đó. Như sẵn có dịp bữa đi. Sao mà cát gần vậy ta, tối có mưa ha. Tối có mưa là sao á.
mình mở cổng ra chạy vô bình thường. Anh đi quậy vậy? Anh đắng trợn vậy? Mở cổng rồi vô bình thường hả? Ở xe này thì giờ chồng công việc ha, phải nói rất là gấp luôn, thì các anh em bảo mộ là sẽ phóng việc trai của chú anh chị với lại 247 đó. Bùi Hải nè. Sáng bây giờ là đau mộ cho chú luôn ha. Thì ở lại mộ. Thì các anh em sẽ đi vào buổi sáng. Bùi Hải vô không? Hải đi luôn mà. Ai biết? Ai biết đâu? Tại vì hẹn 6 rưỡi là bắt đầu mình đi rồi. Nó là sợ mấy anh em không kịp đó. Sáng nay thì cũng bánh mì chay cho chú và con bánh mì chay này mua ở chùa ha, chùa tại thành phố Bến Cát. Thành phố Bến Cát là lên thành phố rồi đó, nó sẽ có quy hoàng à, như là con trai 27 25 này là làm lễ nha, làm lễ lớn ở ngoài Bến Cát á. Em thấy chuyện gặp quá trời lớn. Từ đó quay vui lắm ta, từ đó ra quay vui lắm. Đó là bạn bên của bạn Hoa là vui lắm, nhưng mà có điều tên của mình chuyên về quay nghệ sĩ, hiểu không? Nhưng mà đó mình... Nó lạc đời. Đó mình nói vui. Rồi, giờ thì chuyên la mộ hả? Em nói vui, nhưng mà nó bị lạc đời. Đó, bây giờ là hiện viên với anh Ngọc la mộ và con. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì... còn báo cẩn như vậy đến bà con cô bác ha, để bà con cô bác nhiều khi không thấy anh em tại mộ đó, mấy anh em đi đâu hết trơn rồi đó, thì nói chung là tại vì nhận lời gọi là khẩn cấp trong đêm đó, cho nên là mấy anh em hứa đi, cho nên là phải tranh thủ sáng tranh thủ vào mộ chú. Thì hai chồng mình thấy cũng tranh thủ sắp xếp lại nhà như vậy, con cái thì đi sớm vô cùng với chú, sau đó là xin phép chú là sẽ lên đường. Hôm qua tính là không có xuống, nhưng mà mình cũng phải tranh thủ thôi, tranh thủ được chú cùng với chú sớm rồi đi yêu dục. Rồi đến đây thì 16 tin như cùng xin phép các bạn video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, cô chú anh chị rất là nhiều nha. Chúc cho toàn thể bà con cô bác quý chú quý chị có một buổi sáng an lành, ấm áp và hạnh phúc nha. Không dừng chào và hẹn gặp lại. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Rồi anh chào Dương Tiến nha. Cũng cảm ơn anh ạ. Rồi không có gì, Dương Tiến nha. Mỹ bên về hả anh? Hàng xách tay mà. Mỹ bên về là hàng xách tay. Nhưng mà chị nói là 13 rồi mắc hay ếch 24? Ếch 24. Tại hôm nghe chị nói chị có cái ếch cái 13 rồi mắc mà còn nguyên tem luôn, chưa vui luôn á. Có đâu, đâu phải chị Hồng Ngọc đâu. Chị Hồng Ngọc, bảo đảm luôn. Phải đâu. Anh hề đi. Hết. Anh đó hấp luôn anh hề đi. Thôi đi. Hấp luôn anh hề đi. Bà đã. Thôi. Hai không? Nói là chị Hồng Ngọc, chị Hương. Chị Hương đúng không? Hương nào? Nói ra là em biết anh mang dép phải dép trái rồi đại đạt. Yên bữa vô hỏi anh ơi cái bình đó của ai vậy? Thấy khui ra để cúng luôn, của chị luôn á. Xong khui ra cúng các bạn của chị Hương ha, bao triệu lắm. Cái trái cây đó của chị Hồng Ngọc mà trong cái đó bàn cúng của chị Hương. Lộn gì mà la sùm hết mà ông la lộn. Ông quét lên luôn á, ông nói cái trái cây, cái dĩa mãng cầu của chị Hồng Ngọc. Trời. Rồi em cái bình qua đó bữa hỏi là của chị, là của chị Hương. Mà rốt cuộc
Dạ, hết pin. Mà rốt cuộc là anh nói cái bình đó hả? Là của chị Hồng Ngọc. Hết pin hả? Ừ, chút sạc, có gì đâu. Cô chú anh chị ơi, buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh ha. Bây giờ Tiên cũng xin kết thúc clip. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện Tiên đồng hành cô chú anh chị nha. Sao mấy anh hay vậy quá. Ta đang nói cái tự nhiên cái nhào nhào vô chi ta. Y như mình đang nói với cô khán giả cái nói cái mà mình mất hứng à. Cái chút nữa cái cũng quay vậy nữa. Chứ gì nữa. Nhưng nào mà em không nói gì mấy anh hỏi em, thấy không? Còn ta đang nói à, cái nhảy vô nói rồi sao? Thì mấy ông.